Tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả Jaron Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 22. Trong bữa ăn tối, Joe nhận xét, Sundervet bảo rằng chúng ta nên có một nước Cộng hòa ở đây. Người Anh làm hư hỏng bọn Kafka và African là những người duy nhất biết cách đối xử với bọn chúng. Mong anh đừng phật ý, Joe quay về phía Anthony nói thêm, nhưng chúng tôi thật sự ngã theo lời nhận xét của Sam. Người Anh các anh làm hư hỏng người Kafka và cả người da màu nữa. Một số bọn chúng thậm chí còn vào các trường đại học nữa kìa. Tại sao không? Ren hỏi gay gắt. Họ thông minh và cần cù. Tôi biết một người thổ dân mới vừa rồi đổ hàng ưu vào đại học. Ren nhìn anh mình dễ kết tội. Còn anh đã trượt hai lần. Joe trừng mắt. Ông Dito bối rối nhìn Anthony lúc này đang đưa mắt xuống dĩa ăn của mình. Đủ rồi, thế đủ rồi. Bà Dito tươi cười. Nào ăn đi chứ các con. Mày cho là mày tinh khôn có phải không? Joe kết tội Ren. Mày nghĩ như thế vì mày đã có lần đứng đầu lớp. Mày hiểu biết mọi điều. Mày có thể giỏi giang trong phạm vi những cuốn sách học và những thứ rác rưởi ngu xuẩn ấy, nhưng cần có những người lịch duyệt từng trái điều khiển đất nước này. Joe đấm vào ngực mình. Nếu chúng ta không dằn bọn da đen xuống, chúng sẽ trèo lên cổ chúng ta và như thế sẽ hỏng hết. Sơn đã nhồi nhét vào đầu anh toàn những thứ bậy bạ. Đó không phải là bậy bạ. Sơn biết mình nói gì. Cái ý kiến cho rằng thổ dân và người da màu phải được đi bầu cử, được học hành và tất cả những thứ đó, đấy mới hoàn toàn là rác rưởi. Mày cứ tha hồ nói tùy thích. Nhưng nếu những đứa điên như mày trở thành chủ nhân ở đây, thì một hôm nào đó mày sẽ tỉnh dậy và thấy mày lấy một thằng da màu đấy. Joe phá lên cười thích thú với hình ảnh trong lời nói của mình. Ông đi to chồm dậy, ánh mắt hiền lành ngày thường lúc này trở nên giận dữ, lông sòng sọc. Bát đĩa trên bàn nấy bật lên khi ông ta giáng nắm đấm dữ dội xuống mặt bàn. Tao sẽ giết chết tươi bất kỳ thằng da màu nào nếu nó dám đặt bàn tay vào người con gái tao. Ông ta quay ngoắt lại xỉa xói vào mặt Joe. Còn nếu mày lại dám nói đến một điều như vậy, tao sẽ dành cho mày chiếc sơ da, cút khỏi nơi đây ngay. Joe vội lẩn mất. Anthony cảm thấy tay chân lạnh ngắt, nặng nề, đờ đẫn và muốn chuồn theo Joe. Khi ông đi toa quệt mu bàn tay qua cái miệng sâu xia nặng nề ngồi xuống, Anthony vội vã nhìn mặt những người ngồi quanh bàn. Trừ Ren ra, mọi người đều có vẻ gượng gạo. Ren mang lại sự điềm tĩnh cho Anthony và làm cho Anthony chỉ hơi bối rối một chút. Trong khi tiếp tục bữa ăn, trong không khí yên lặng lúng túng ngượng nghịu họ uống cà phê. Ông đi toa giới lấy cuốn kinh thánh, mở bừa ra và đọc quang quang những chữ đầu tiên đập vào mắt ông. Từ một dòng máu, người đã tạo ra tất cả các dân tộc, cốt để họ cư trú trên khắp mặt đất. Nghe đoạn văn chọn lọc mỉa mai này, Anthony bất giác liếc nhìn Ren, nhưng trên mặt Ren không thể hiện gì cả. Những lời lẽ thích đáng này dường như uổng phí đối với bản thân ông đi toa. Trong tâm trạng giận dữ, ông ta ngu ngốc đọc rành rọt từng lời, rồi gập dội cuốn kinh thánh lại, bỏ qua lần cầu kinh thường lệ, đứng ngay dậy, bước ra khỏi phòng. Sau bữa tối, Anthony không gặp riêng được Ren. Đêm đó Anthony thao thức, một nỗi kinh hoàng mới khuấy động tâm trí. Một ngày nào đó, Anthony có thể yêu, mà có lẽ đã yêu rồi. Có lẽ cái cảm giác ấm áp không thể giải thích được, xuất hiện mỗi khi nàng ở gần là điều mà người ta gọi là yêu. Nếu một nam và một nữ yêu nhau thì rốt cuộc họ sẽ lấy nhau. Nhưng Ren sẽ chẳng bao giờ lấy Anthony nếu biết sự thật về cuộc đời Anthony. Còn về bố mẹ và anh em Ren, thái độ rõ ràng. Nếu họ biết được về Steve, họ sẽ coi Anthony như một đứa da màu, không được phép chạm tay vào người con gái ông đi toa. Đúng vậy, nếu họ biết về Steve. Tâm trí Anthony lang thang hướng tới cảng Elizabeth. Steve hiện giờ bằng tuổi mình khi mình rời Somerset. Nếu một ngày kia mình lấy vợ, một trong những đứa con của mình có thể giống như Steve, cũng có nước da đen, Anthony rùng mình. Cuối cùng, lúc ngủ thiếp đi, Anthony mơ thấy đang ôm chặt Ren, đang hôn Ren, nhưng đứng trùm lên họ là ông bố Ren, tay dung một chiếc roi da công, to tướng, đen trùi trũi. Bỏ nó ra, ông ta hét to, giọng khàn khàn, giận dữ. Ren vẫn bám chặt lấy Anthony, còn Anthony cảm thấy chừng nào ôm chặt Ren thì hai người vẫn an toàn. Nhưng chiếc roi da đã đập xoắn lấy lưng Anthony. Cút về khu Globy, ông Dito thét lên. Chỗ của mày ở đấy. Anthony bế Ren lên bỏ chạy. Nhưng Anthony lại thấy mình đang chạy theo con đường về nhà ở Stormhawk và nhận ra không thể mang theo Ren về đó ẩn trốn được. Sợ hãi, Anthony sững lại.
Khi đó nhìn thấy trong tay mình không phải là Ren mà là Spectre, vẫn chỉ là một con chó nhỏ. Tuy thế bộ lông của nó đen tuyền, không giống một con chó sục cáo chút nào. Anthony nhìn lên và kìa, vợ Hunter đang đi dọc con đường, bộ mặt như cái đầu lâu ấy phóng ra một cái liếc mắt đểu cán. Con vật bé nhỏ rền rĩ dùng giấy, Anthony kêu thét tỉnh giấc. Chương 23. Trong ánh nắng ửng hồng của buổi sáng tinh mơ, Anthony cùng Ren cưỡi ngựa ra thảo nguyên. Lòng còn dây dứt, Anthony kinh hãi nghĩ đến phản ứng của Ren nếu một ngày kia cô ấy biết được điều bí mật tối tăm của mình. Có lẽ nếu Ren yêu, Ren có thể vượt qua được chuyện đó, nhưng phải yêu tha thiết, yêu vô cùng tha thiết cơ. Cuộc trình diễn thô bỉ ở bàn ăn tối qua, Ren nói to khi họ chuyển từ phía nước đại sang nước kiệu nhỏ thoải mái. Anthony không trả lời. Trước mặt cả anh nữa, Ren nói thêm, tất nhiên Joe cũng là một tay ngốc, anh ta biết cái kiểu nói như thế sẽ làm ba em chạm nọc. Ren giảm tốc độ con Sporty. Nhưng tại sao ba em lại dơ chuyện đó vào mình như thế? Anthony nói, xét đến cùng, Joe cũng chỉ nói lý thuyết suông. Em không biết, nhưng em cho là ba em hơi lo ngại về em. Em luôn gắn bó với những người da màu và thổ dân. Dù sao chăng nữa, Ren nói thêm, em sẽ đi xa ít ngày, có lẽ như thế sẽ khôi phục được yên tĩnh. Em đi đâu? Tới một trang trại ở bên cạnh, ở cùng bà DeVette. Bà ấy không được khỏe. Tiếc quá nhỉ, Anthony nói, anh sẽ nhớ em lắm. Sau bữa điểm tâm, Anthony nhìn con ngựa mang Ren phi nước kiệu nhỏ xa dần, cho đến khi người và ngựa chỉ là một vết nhỏ trên những quả đồi thấp dưới chân núi. Thoạt tiên về với trang trại này, Anthony không bao giờ nghĩ rằng dê có thể làm mình chán ngấy. Nhưng già lây, cô em dê rắn mặt, Anthony thấy bạn mình té ngắt. Anthony đi lang thang một mình dưới mặt trời nóng bỏng. Chẳng bao lâu, đôi giày đã phủ đầy bụi, mồ hôi làm bộ mặt nhờn bóng. Dê sầu kêu ra rã không ngừng, tiếng da đều đều bao phùm cả buổi sáng. Những sự việc xảy ra từ khi Anthony đến trang trại này diễn ra lộn xộn trong óc Anthony. Nhưng trong khi tiếp tục đi, Anthony dần dần phân loại chúng. Lần đầu tiên trong nhiều tháng nay, Anthony thật sự xem xét bản thân. Mình không thể tiếp tục như thế này, đó là lừa dối bịp bộm. Mình không nên trở lại với mẹ mình hoặc nhập vào với Steven. Nếu mẹ và em mình là người da màu, thì mình cũng vậy, Ren đừng đến với mình. Những gì sẽ xảy ra đối với Ren chắc chắn còn tồi tệ hơn đến với mình. Mình có thể nào sống cả cuộc đời trong dối trá? Khi Ren trở về, mình sẽ phải nói hết. Một tuần lễ sau, Ren trở về. Lúc Ren xuống ngựa, Anthony đang đứng với Chio và ông đi toa gần chuồng ngựa. Anthony thấy ánh mắt của Ren tìm ánh mắt mình trước khi nhìn bố và các anh. Ngay sau đó, Anthony đã gặp Ren. Hai người đi qua con đập và qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua một dòng suối hẹp. Họ ngồi xuống một chỗ đất mềm dưới vòm cây. Anthony nói khe khẽ, em về nhà đúng lúc, chiều mai anh và Dê trở lại trường. Em biết chứ, ngày kia em cũng trở lại trường. Ren quay đi, rút mấy cọng cỏ. Ren này, Anthony nói, trước khi gặp em, anh cảm thấy chưa bao giờ mình sống thật sự. Đôi mắt lim dim của Ren hướng vào Anthony, rồi ánh mắt nó hướng lên mái tóc Anthony. Dòng tóc quăng, làn sóng trên đầu Anthony rủ xuống trán. Ren dịu dàng đưa tay ra và dùng mấy ngón tay vuốt dòng tóc đó trở lại. Ren lại đưa mắt đăm đăm nhìn xuống cổ. Anthony thấy móng tay Ren bới vào đất bồn chồn bối rối. Anthony biết mình cần phải nói ngay với Ren nghe trước khi quá muộn. Phải kể cho Ren nghe bí mật về mẹ và em mình. Nếu Ren biết, nàng có thể không yêu mình nữa, nhưng Anthony thấy cần phải nói thật. Anthony cố nói, nhưng lưỡi cứ cứng đờ ra như một miếng gỗ khô. Gương mặt Ren sát kề mặt Anthony, mái tóc Ren ngát mùi hương chiều tà. Con đập và thảo nguyên trước mặt hai người lúc này đang tối dần. Những áng mây hồng ở phía đông đã biến thành màu xám đen, trong khi những áng mây đằng tây đỏ rực như lửa. Trong lòng đau đớn, Anthony nhìn mặt Ren, giá mà Ren giúp mình quẳng cái gánh nặng này đi. Ánh mắt Anthony hướng vào miệng Ren, đôi môi Ren dịu dàng và hé mở. Anthony rùi lại và nghiến chặt răng, những cánh tay lại bất giác choàng lấy người Ren. Ren không phản kháng, mà nghiêng người về phía Anthony. Anthony hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng đôi môi đã tìm môi Ren. Đó là nụ hôn đầu tiên, một cái gì nhút nhát lần mò. Sáng hôm sau, họ cùng nhau phi ngựa. Đêm qua trời đổ mưa, giờ đây mây đang trôi lững lờ, đầy vẻ mãn nguyện dưới những đỉnh núi cao. Không khí được rửa sạch và tươi mát vuốt da má họ, và thảo nguyên ca hát trong niềm vui sau trận mưa hè.